hôm nay là anh em mình đầy đủ luôn, có bia có đồ đầy đủ hết nha. Quay nhiều clip để cho cô chú anh chị các bạn đó. Cô chưa có em không cô? Trời ơi, sao em? Cô ơi, cô chào mọi người trên của Hân Trần đi cô. Rồi, bye bye. Chào cô, bye bye, chết tụi con rồi. Chưa có ghi hình xong mà. Mình nghe nói thôi, mình nghe nói có hay không thì cái đó là cô này lại vừa mà mới khóc luôn à. Dạ. Xin chào tất cả cô chú anh em nha. Thì giấc này giấc giờ trưa rồi. Thì cái lượng khán giả giấc này là lại rất là đông nha. Quá đông luôn cô chú anh chị em ơi. Ngoài nước yêu quý nghệ sĩ Vũ Linh và yêu quý tất cả anh em cập nhật để đăng tải lên cho quý cô chú anh chị nào mà ở xa không có điều kiện đến đây để thắp hương cho cậu Năm. Thì nhờ anh em thắp giùm và cũng cho một cái comment ha. Đăng tải lên cho quý cô chú anh chị xem để anh em bấm like, bấm đăng ký để chia sẻ cho mọi người. Mẹ có ngăn trời ơi, trời có dĩa nó cay quá trời bự luôn kìa. Trời ơi, chú ơi. Trời ơi. Quá trời luôn rồi. Nên là hôm nay là anh em mình đầy đủ luôn, có bia có đồ đầy đủ hết nha. Quay nhiều clip để cho cô chú chị các bạn đó. Rồi ná ná cho nó đúng đi. Cứ cho anh em. Anh em mình dạt qua hai bên đi. Anh em sẽ thắp hộ nha. Dạt qua cho bạn anh ngang nhiều chút kìa. Đâu. Có. Quá. Chưa hả? Trời ơi. Quay lại đi. Ở đây không có YouTube đâu hết á. Hôm nay không có anh YouTube đâu, dân tàn là khán giả đến để thắp nhang cậu Năm không ạ? Đại gia đến viếng Vũ Linh nha. Quá tuyệt vời luôn. Mình đứng theo xa mình quên được mà ta. Cô chưa có em không cô? Trời ơi, sao em? Cô ơi, cô chào mọi người trên của Hân Trần đi cô. Rồi, bye bye. Chào cô, bye bye, chết tụi con rồi. Chưa có ghi hình xong mà. Hôm nay là ngày 49, quá là tuyệt vời. Còn đại gia cũng gọi như là cô chú chị nhân nhân rồi đấy, đúng không? Quá tuyệt vời luôn quý vị ơi. Rồi có ăn gì đi bán vé số, đo bán số đi nè. Có. Đúng rồi chứ sao nữa mà nhìn anh nào không thấy mập có thể sợ sợ luôn. Rồi anh em ơi, di chuyển ra bây giờ càng ngày càng đông anh em ơi. Bây giờ anh em mình xích ra đi cho cô chú vô thắp nhang để cầu mong cho cậu Năm có ngôi nhà mới. Và sẵn là bước vô kịch hình quan niệm với cậu Năm luôn. Cô nghe nói là Hồng Loan chút xíu mới xuống thì cô chú nào có muốn chụp hình với Hồng Loan thì cứ xách hàng. Hồng Loan xuống thì chụp hình luôn. Đúng rồi. Nghe nói là hôm nay là xuống thắp nhang lên bia đấy, đúng không? Mình nghe nói thôi, nghe nói. Có hay không thì cái đó là cũng nên. Cô này lại vừa mà muốn khóc luôn à. Dạ rồi, ok chị, dạ. Tụi em đứng xa luôn rồi, sát chậu cây rồi. Đúng rồi. Không phiền, kêu bảo vệ xuống là mấy anh là không được quay nữa đâu. Dạ rồi, ok. Rồi, anh em. Bây giờ
vừa cúng mà vừa cúng khóc. Để tự anh em mình nói chuyện cho nó ấy để kêu bảo vệ cho mấy anh không được. Ok, ghi nhận rồi. Đi chuyển ra tới di chuyển ra bây giờ ra tới cái mà thỉnh hậu lên. Sao vậy? Sao gì vậy? Sao vậy? Gọi chuyện lớn lên rồi, cô chú chị ơi. Lấy tay cho mấy anh. Lấy tay cho mấy anh. Lấy em đi một em để cái này nó khô. Cái này lượng khán giả là cái này là đông quá đông rồi cô chú anh chị em ơi. Thì bây giờ lượng khán giả lại là quá rồi. Nói chung ra là phải chen lắng với nhau mà để đi vô cúng nha. Thì có một em gái này là chiên bưng nước để mời khách, khi mà khách lại đến đây giếng đó thì mời mỗi một người một ly trà đào uống giải khát. Cô đâu cô? Cô ngã ba Vũng Tàu. Không phải Vũng Tàu ấy ha. Cô đi với cô em. Giái, năm chị em. Năm chị em. Cô giái anh lịch cô lên thuyền cầu kiến cho mấy chị em đi lên đến dịp với biết đường xá đầu đi. À. Rất dài đó. Cô đi lên đây lần đầu tiên hay gì? Lần đầu tiên. Còn coi cái này cái chị bắt giờ bắt trong truyền hình mấy cô nói riết. Ngày đầu cũng bắt hết trơn á. À. Dành ra tại vì sạc nhiều dùm lum con. Con. Dạ dạ. Mình đã chuyện gia đình đúng rồi, còn mình. Dạ dạ. Dạ. Cậu mau chưa có. Nó phải đứng đây kìa, chứ biết em nó hỏi kìa, quay mấy chị kìa. Mẹ em chạy đồ. Dành thì cắt luôn ngày hôm nay luôn, nếu như ok cắt luôn ngày hôm nay luôn. Dương và Lâm Châu cũng nghệ sĩ hả? Chúc mừng cái đây là nghệ sĩ hả? Không, Giang Châu này đại gia đến đến giếng chú Vũ Linh nha. Để ngay cái mình bông vàng á, không là cái lông vàng. Ra đó, ra đó.
dòm thăm chi vệ nhé. Thì Tiến đi qua cái mộ Thanh Dương Huệ quay chia sẻ cho cô chú anh chị em xem nha. Ồ, ở đây đông quá đông rồi, Tiến phải đi đường khác mới được. Thì Tiến sẽ đi vòng qua đây. Đây là nghệ sĩ Lê Văn Tám nha. Đây là những cái khu vực này là mộ của nghệ sĩ không à. Đây là mộ của Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ đẹp ghê, cũng đẹp cực. Những người tài năng mà. Ý Thanh Kim Huệ lớn hơn Vũ Linh. Vũ Linh 58 mà, này 54. Ông nhỏ 3 mình 3 tuổi. Thanh Kim Huệ lớn Vũ Linh chứ sao nhỏ hơn. Ừ, chị Dung nó nói sao mà nãy tự nó nói ơi chị của nhỏ. Ông Vũ Linh là sanh 58, ông này 54. Đây là nghệ sĩ của Hề Sa nha. Đây. Đây là Hề Sa, một của Hề Sa. Đây là những cái mộ nghệ sĩ là nằm nguyên một dọc đây nha. Hề Sa này đó là rất là hay nha. Thì khách đến đây viếng là không riêng về chú Vũ Linh mà các mộ của nghệ sĩ. Quá sạch rồi. Cái đó đừng cái cây. Đem đây là 99 ngày. Ngày mai là khán giả còn lại đông rất nhiều lần như thế này. Hôm nay là buổi sáng rồi, bỏ chặn luôn cả nhà ơi. Ah, ah, yeah, ah.
Chào mẹ coi. Đi Ngọc Quế. Hai anh em dẹp hai bên cho nó vô nó nghe nè. Hồng Ngô. Mà là chuyện hạ mà mình có tiền đấy nha. Nghe Hồng Ngô. Chuyện ca cho nó lên chuyện ca. Qua đó qua đây cầm hàng. Chú anh chị xem nhiều lúc của chú chị là mến tiếp tục yêu quý nghệ sĩ. Ở nhà tao đi diệu đi lên coi đi lên nội vũ lên cái đợt này không vô ai à mẹ mẹ em sang nè lấy máy chị nè. Rồi bé vô bé đó mẹ em chụp cái tóc đây nè đẹp trai hơn nè không chụp đây rồi muốn bao nhiêu tóc yên tĩnh thì Diệu lấy máy gì Diệu đây là máy chị nè. Rồi, Hương đâu? Lâu vô đi Lâu. Đó, rồi đó. Rồi, lắm muốn chụp nào chị chụp cho. Mày biết lên sông má, hiểu không? Rồi, xin mời. Chơi cho em nha. Bà mặc áo kỳ bà. Bà chơi lắm. Rồi. Bích bụng bích rừng. Rồi đó. Để đó. Nóc tấm bảo như kim. Rồi chụp chưa chị chụp cho? Chưa. Rồi, ok ra đây chị chụp cho. Cầm này cũng rồi. Em đều có tấm nào kìa. Quá đồng thanh hâm mộ đến đây chụp hình của chú Duy Linh này. Rồi ok nha, một bữa nay là ngày chủ nhật đó cô chú anh chị em, với phần là cận ngày là 100 ngày của chú Vũ Linh nên cái lượng mà fan hâm mộ thì đến đây rất là đông. Ngày mai là 100 ngày thì cái số lượng còn đông hơn nữa. Chị trái thấy người đẹp chị trái để những tiêu đây ra nhờ cái gì đó rồi hai bồi thôi rồi hết giờ luôn đó. Rồi, cái khác là đi ra giờ đó đi đi. Đi nhờ chứ. Để người ta đi phải lắm. Nó nhờ chỉ gì thôi. Nó chụp tính đúng. Đúng.
này chặt cứng luôn rồi. Cô chú anh chị em ơi, đây thì ở ngoài khu vực bên ngoài thì rất là nhiều khán giả nè, đứng ở ngoài mé ngoài nè cô chú anh chị em. Ở phương xa khắp nơi là đổ về đây để thăm viếng. Có nhiều người lầm tưởng là bữa nay là đúng 100 ngày từ Cà Mau, nói chung là khắp nơi đến đây viếng. Tiếng quay khung cảnh ở ngoài cho cô chú anh chị em xem nè. Thì cái lượng khán giả là bắt đầu càng ngày càng tăng lên nha. Càng tăng lên. Hồi nãy tiếng lại đây là mới có 7 giờ thì đã có khán giả, đây khán giả mới đã lại nữa nè. Fan hâm mộ mới đã lại đây. Đây có một em này là vừa muốn rơi lệ nè cô chú vừa muốn rơi lệ luôn. Nói chung là rất nhiều người thương nghệ sĩ Vũ Linh nha. Rồi Tiến chào tất cả cô chú anh em, Tiến kết thúc video nha. Mong rằng cô chú anh em có thương Tiến nhớ cho Tiến một like chia sẻ của cô chú anh em. Cô chú anh em có thương Tiến thì nhớ qua bên fanpage Hồ Tiến TV nha.